Sáng ngày 9 tháng 1 năm 2023, Hội Nông dân xã Phú Đa tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Giang Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện. Hiện nay, Hội Nông dân xã Phú Đa có 496 hội viên đang sinh hoạt tại 7 chi hội ở 7 thôn dân cư. Nhiệm kỳ qua hội đã kết nạp được 16 hội viên mới, các chi hội làm tốt công tác phát triển hội viên. Công tác tuyên truyền giáo dục được quan tâm, tập huấn nghiệp vụ công tác hội, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, truyền nghề, dạy nghề được đẩy mạnh. Hội đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế nông nghiệp, triển khai các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm của hội. Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, hàng năm có trên 220 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, kết quả có 60 hộ được bình xét hộ sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp. Cùng với đó, hội tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội đã tham gia phối hợp với các ban ngành, đoàn thể cải tạo và xây dựng mới được 3,47 km cống rãnh thoát nước thải tại khu dân cư. Công tác quản lý các nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội được duy trì hiệu quả. Tại hội nghị, hội cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu phát biểu tham luận, cũng như thống nhất đề ra các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2023-2028. Với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, đại hội đã nhất trí bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân xã Phú Đa nhiệm kỳ 2023-2028.